Sau vụ việc kéo lê bác sĩ gốc Việt David Đào tạo ra một làn sóng phẫn nộ ở khắp thế giới, thì hãng hàng không và hàng lớn nhất của nước Mỹ là United Airlines lại vướng thêm vào không ít các bê bối khác. Và mới đây nhất thì hãng này đã phải xin lỗi một hành khách sau khi chở bà đi sai hướng hơn 5.000 km so với đích đến ban đầu. Thay vì hạ cánh tại Paris, Pháp theo kế hoạch, thì hãng hàng không United Airlines đã đưa bà Lucy Bahar Tukali đến San Francisco, một thành phố tại Mỹ. Sau đó, thì hành khách này đã phải mất 28 tiếng đồng hồ để quay lại Paris. Bà Bahar Tukila cho biết là hãng United Airlines đã không kiểm tra thẻ lên máy bay của bà, đồng thời thì hãng cũng chỉ thông báo bằng tiếng Anh, trong khi vị khách này thì không hề biết tiếng Anh. Đại diện của United Airlines đã phải gửi lời xin lỗi sâu sắc tới hành khách người Pháp vì sự việc không thể chấp nhận được này. Đồng thời hãng cũng cho biết là đã hoàn lại tiền vé cho vị khách. Ai bảo là người Mỹ công nghệ hiện đại sẽ ít nhầm lẫn, đúng không ạ? Cũng tại Mỹ năm 2013, thì chiếc máy bay vận tải Boeing 747 Dreamliner đang trên đường đến sân bay của không quân Mỹ thì đã hạ cánh nhầm xuống một sân bay thương mại cỡ nhỏ. Do là một trong những phi cơ lớn nhất thế giới nên sau đó thì nó đã không thể cất cánh trở lại do là đường băng không đủ độ dài và nó đã bị mắc kẹt tới hơn 10 giờ tại đây trước khi phải nhờ đến sự tính toán của các kỹ sư để được phép cất cánh trở lại trên đường băng ngắn hơn yêu cầu.